Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Trên ngưỡng bái bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính bái bạch chư Đại Đức Tăng Ni Hiện Tiền. Kính thưa quý đạo hữu, quý bà con Phật tử, quý thanh đồng đạo đến gần xa, ngày hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, lá thu chưa rụng nhưng mùa thu đã về, người con Phật, người con Việt xa xứ lại được đủ duyên lành hội đủ để về mái chùa Đồng Tâm, mái nhà Đồng Tâm để cùng hướng về người xa xứ, hướng về đất tổ, người hiện tiền hôm nay hướng về Tam Bảo để hồi hướng công đức này cho cha mẹ còn hiện tiền được tăng kham phước thọ, cùng cha mẹ qua vãng được vãng sinh cực lạc trong mùa tri ân báo ân Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564 dương lịch 2020. Cô con tên Bích Ngọc, đại diện cho đạo tràng Đồng Tâm tại Thành Hoàng Ép Phuất, trước hiện là Đồng Tâm Phủ, tương lai gần là ngôi chùa chung, xin kính tri ân công đức quý ngài chứ Đại Đức Tăng Ni đã hôm nay đã về dưới mái nhà Đồng Tâm để chứng minh, cùng tri ân công đức tài thánh dương công đức của các quý Phật tử gần xa đã dành thời gian quý báu về dự đại lễ ngày hôm nay. Xin thành kính tri ân và kính chúc chư điện vị thật nhiều sức khỏe, nhiều an lạc và mùa Vu Lan đầy ý nghĩa. A Di Đà Phật. Vâng, ngày Vu Lan năm nào cũng vậy, Đồng Tâm mở hội, thủ nhang con Trần Thị Huyền pháp danh Bích Ngọc này đại diện cho người con Phật, người con hiếu nghĩa, để trang nghiêm đạo tràng dâng hoa dâng lễ phẩm tài mã để cúng dường về cha mẹ cũng như ông bà tổ tiên, là nét đẹp văn hóa của người Việt nhớ về cội nguồn với câu tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Chúng con luôn hành trì theo đạo Phật, hướng về ngôi Tam Bảo, hướng về lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, hướng về tấm gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên. Và trong những ngày đại lễ được nghe những lời pháp vũ cũng là lời thuyết pháp quý báu của quý ngài để dạy chúng con cách sống, cách chỉ giới và phương xa cầu thực, chúng con không quên về nguồn cội nơi sinh ra chúng con. Ngày hôm nay thật cảm động được lời pháp nhũ của Đại Đức Thích Thông Đạt đến từ chùa Phúc Lâm, chúng con lại thêm niềm hân hoan mùa Vu Lan, mùa nhớ mẹ, mùa Vu Lan, mùa tri ân, mùa Vu Lan tháng 7 không lo sợ, chỉ hướng về điều tốt nhất, hướng lễ, hướng tâm, hướng thiện, làm thiện, hành trì thiện nghĩa, xây chùa, tôn tượng đúc chuông, cùng hướng nhớ về sư tổ, tri ân công đức của quý ngài đã được hướng dẫn, chỉ dẫn chúng con trên đường tu tập, cùng tri ân quý chư tôn Đức Tăng Ni đã hướng dẫn chúng con trong đạo đời tại nước xa cầu thực, hoặc tại Đức Quốc, hoặc Hiệp Quốc, hoặc các nước phụ cận, thường xuyên hướng về ngôi nhà Đồng Tâm cùng các ngôi chùa khác trên khối Đông Âu. Chúng con tri ân công đức của quý chư tôn Đức Tăng Ni đã ban bố và chỉ dẫn chúng con trong con đường tu tập cuộc sống hàng ngày, cũng như nên tới các đạo tràng gần xa. Một lần nữa con thay mặt hàng Phật tử tri ân sư tổ, tri ân tất cả quý ngài từ nước Việt cho đến phương Tây đã ban bố cho chúng con cuộc sống hành trì theo đạo Phật, hành trì theo đạo tổ tiên, hành trì theo đạo hiếu nhân lễ nghĩa. Chúng con thành kính tri ân. Amen. Là một người đại diện cho đạo tràng Đồng Tâm đến nay đã được 9 năm ngự tại phủ Đồng Tâm đường Kinh số 30, và trong vở mới đã được mở ra
từ cánh cửa 2019 và thềm 2020 mùa Covid. Nhưng đồng tâm đạo tràng không ngừng nghỉ, tiếp tục, tiếp bước để tiến vào một ngôi nhà chung, chùa đồng tâm, với những thành tựu to lớn, với những đóng góp không thể kể xiết được, từ gia sức, công việc, nội trợ, cùng tinh tài gần xa, thông qua điện tín, thông qua nhà băng, thông qua vật dụng, đã mang về ngôi chùa bằng mọi hình thức, là niềm hân hoan trong khó khăn, trong bệnh dịch. Và tại sao đồng tâm phụ, đồng tâm đạo tràng lại tiến bước như vậy? Vì đạo nghĩa, vì bạn hữu, vì tình yêu thương, vì nhớ về nguồn cội nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Có tổ tiên, có ông bà, có các chư vị thánh danh hay các chiến sĩ trận phong đã vì chúng ta mà ngã xuống, cùng còn rất nhiều các chư vị đã mang lại niềm an vui cho đất nước Việt, cùng hôm nay hiện hữu tại Cộng hòa Liên bang Đức, Đức Thành Hoàng Erfurt, tại thôn Kipp-Seven, chùa Đồng Tâm, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của chư tôn thượng đức, thượng tọa Đại Đức Tăng tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có thượng tọa Thích Thọ Lạc là trụ trì. Ngài từ xa vì điều kiện không dễ dàng, do vậy hôm nay không có mặt. Cô là đại diện cho Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam, chùa Đồng Tâm, xin thay lời chúc sức khỏe cùng kính tri ân tới tất cả quý chư vị, trên có chư Đại Đức Tăng Ni, dưới có hàng Phật tử, con Phật, con Việt, con mẫu, đã ra sức cho ngôi nhà Đồng Tâm từ nhiều năm, nhất trong mùa đại hạ, cũng không ngừng nghỉ đóng góp và đồng hành với ngôi nhà Đồng Tâm. Xin tán thán công đức của chư vị và kính chúc tất cả quý Phật tử, bà con Phật tử gần xa, anh em đạo hữu, thanh đồng đạo lính, yêu Phật, yêu mẫu, yêu tổ tiên Việt Nam, nhớ về cha mẹ. Lời tri ân quý báu nhất là đã đi cùng đồng hành, và tri ân tất cả quý vị, kính chúc quý chư vị thật nhiều sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc, làm việc và gia sự đều được thuận hòa, thuận duyên và được an cư tổ nghiệp. Xin được lời kính tán thán tri ân. A Di Đà Phật.